Ok, hello, xin chào anh em đã với cái channel mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Ninja School. Nha, tính ra là ăn Tết, nhầm, ăn lễ ngập mồm. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Ninja School thôi. Và lần này mình sẽ bay sang thử server Naruto Echo xem server này sau khi open thì nó như nào. Thật ra là mình cũng tính qua mấy hôm nay rồi cơ mà do mình phải đi chơi mình không có dịp để mình qua, thì hôm nay mình sẽ qua đây coi thử cái server này dạo này như nào ha. Thì đây là cái trang web của nó, neuroeco.com. Anh em có thể lên là ghi là neuro.eco nó cũng sẽ ra ha, để mình test thử cho anh em coi. neuro.eco nó cũng sẽ ra cho anh em cái trang web y chang vậy đó, khá là hay đúng không? Ồ, có cái ứng dụng gì vậy? Thì ở đây thì trang web thì nó cũng giống như Naruto Plus thôi. Lật hình cẩn thận là gì đây? Để kịp thời cung chính thức ra mắt lật hình cẩn thận, bạn có thể ra key ở trường bí kíp sau phái. Wow, cái lật hình cẩn thận này hay à. Nè, chính thức ra mắt rồi nè, có đua top các thứ luôn. Đua top là 1.000 lượng, 1 tỷ xu và 10 cái bát bảo, quá là ngon anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đăng nhập, anh em đợi xíu. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã đăng nhập xong rồi. Thì mọi thứ như bình thường rồi, anh em vào đây kích hoạt tài khoản, anh em sẽ tốn 30 cái Bitcoin. Thì anh em khi mà anh em kích hoạt xong á, à đâu, cái này là server Nero Echo nên là nó tên là Echo anh em ạ, chứ không phải là Bitcoin bên như bên Blood. Thì mình sẽ vào game và cho anh em coi sơ sơ ha. Đâu, để mình kéo cái game mình lên rồi. Ok, vô game thôi. Mình sẽ tạo một con nhân vật, đó chính là một con nhân vật nam đi, con kia bên kia mình là nữ rồi. Và của mình đó chính là Tân Talon. Mình biết chắc là cái tên này nó sẽ không ăn nào lấy đấy. Đó. Và sau khi vào game rồi thì mình sẽ làm như bình thường. Hiện tại thì đang đua top nên là anh em còn cùi lắm, mình chơi thoải mái anh em ạ. Mình thì mình không có tính tạo những cái con ạc vip vip để mình này kia, để mình đú đỡn. Thì mình sẽ đợi anh em đua top xong rồi mình sẽ làm một con hàng khác. Con này thì chắc là mình sẽ để làm con ạc chính như cái bên Blood thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải chạy nhiệm vụ các thứ. Nhưng mà hiện tại thì anh em quên cái đó chính là anh em phải đi nhận cái thăng cấp. À lộn, nhận tân thủ. Thì muốn nhận tân thủ thì anh... Ui chết, nãy giờ bật cái âm thanh kia anh em ạ, hèn chi nó bị vang vang. Thì anh em bấm quà tân thủ ở ngay đây, anh em sẽ nhận được 10.000 lượng à, ngon. Và điểm danh hàng ngày ở ngay đây đó. Thì anh em cứ chơi như vậy thì thật sự là mình sẽ không đua top với anh em đâu. Tại vì bây giờ mình đua thì cũng không đua lại, với lại mình cũng không có nhiều thời gian để đua anh em ạ. Anh em cứ đua đi, với mình đua thì phải thức ngày thức đêm đua cái thứ. Nói chung là anh em sẽ nhận được khá là nhiều quà khi mà anh em đua thì cũng khá là ngon. Anh em cứ đua đi. Để mình phải ạc này mình sẽ quyết tâm, mình đang phân vân giữa giữa những cái phái như là đao quạt. Mình thấy quạt những cái server trước cũng khá là ngon. Mình sẽ không chơi kunai nữa. Ở đâu? Đúng rồi, không chơi kunai nữa, tại vì mình có con ạc kunai bên Blood rồi. Mình sẽ không chơi con tiêu nữa, con tiêu thì mình cũng dùng bên Blood mất tiêu rồi, đúng không? Vậy mình sẽ chơi con này là con gì ta? Mình sẽ suy nghĩ coi. Con này mình chắc mình chơi bên phái phong á, đao hoặc là quạt thôi. Mà mình thì mình thích chơi đao hơn anh em ạ.
nhiều khi mình thích chơi đao hơn quạt. Nói chung quạt thì cũng mạnh đó. Quạt mình thấy mấy cái server gần đây thì mình thấy là ưu ái cho quạt hơn, mình thấy quạt là khá là mạnh. Thì anh em có thể chơi quạt cũng được, mình thì thôi chắc mình chơi đao anh em ơi. À chưa, mình chưa xong cái nhiệm vụ ở dưới đây nữa mà đã suy nghĩ tới chọn phái rồi. Đúng là suy nghĩ sâu xa. Đúng không? Ok. Bây giờ thì mình cứ đánh thôi. Mình cứ đánh mấy cái con bù nhìn này là đẹp. 10 con thì cũng nhanh. Ôi, sói đen bán được luôn à? Mình không biết cái đó. Mình chắc là mình phải tua nhanh cái đoạn mà mình cày như vậy, chứ cày như vậy thì nó khá là lâu á. Ok anh em đợi xíu ha. Ok thì cuối cùng mình cũng đã xong rồi đây. Và bây giờ mình sẽ tới Haruna đi. Nãy giờ mình cũng đấu tranh tư tưởng lắm rồi. Mình sẽ quyết định chọn Haruna. Và phái tiếp theo mình chọn đó chính là phái đao ha. Mình sẽ làm một em đao đao 99 cũng đẹp, đao 130 cũng đẹp. Nói chung là đao thì nó đa năng anh em ạ. Anh em thích chơi cái gì thì anh em chơi. Ôi chết, bị lag rồi. Hàng chim nét map không được anh em ạ. Từ từ anh em đợi mình mở lại một cái tab game cái. Ok. Lại 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 lại. Ấy, có cái gì ở ngoài nè, để mình vào lại coi. À đây có cái mã quà tặng này, lát nữa mình sẽ đi nhập quà tân thủ ha, chắc là sẽ được tặng thêm lượng nữa anh em à. Ok, mình sẽ qua lại Haruna. Và đâu rồi? Đây ông thầy đây. Và để đúng như sách giáo khoa thì anh em phải tháo bỏ cái kiếm gỗ này đi. Và anh em sẽ bấm nhập học và chọn ninja. Đao hay quạt ta, đao hay quạt ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Đao đi ha. Đao thì skill có vẻ đẹp hơn đấy. Quạt à, quạt cũng đẹp mà. Thôi nói chung đây cái nào cũng đẹp, nó do mình thôi. Mình sẽ qua bên này. Mình sẽ nhập mã quà tặng là quà tân thủ. Wow, 5k lượng anh em ạ. Được thêm xu nữa nè, quá là ngon rồi. 15k lượng cho một hành trình mới. Mình sẽ lên trên web đổi một tí lượng ha. Thì để đổi lượng như thế nào thì anh em chỉ cần lên web và anh em bấm vào phần đổi lượng. Anh em thích bao nhiêu lượng thì tùy anh em. Thì mình xin phép là mình sẽ đổi thử cho anh em. Ui, cái tỷ lệ là 10k thì anh em sẽ nhận được 4.000 lượng. Lượng rất là có giá anh em ạ. Mình đang dư 20k, mình sẽ đổi thử như này ha. Đó, mình sẽ đổi thử thôi mình đổi ít ít thôi để sau này mình có dịp mình đổi. Và nếu mình thử không out game thì nó sẽ có nhận được không ta? Ô, nhận được nè, để mình thử đổi thử coi nó nhận được như nào ha. Mình sẽ đổi thử 50 coi. Ô. Hiện tại mới là ít ít một nạp lượng thôi, khi nào ít hai thì mình sẽ coi. Nhưng mà bây giờ là như đây là đủ lượng chơi rồi, 50k lượng. Mình thì không thích dùng lượng nhiều. Mình chỉ cho anh em sơ sơ vậy thôi chứ thật sự là mình đâu có đua top đâu mà mình tranh giành với anh em. Má tranh giành kiểu này anh em lấy cái búa phang vô đầu cái là lủng luôn. Đúng không? À, nên là mình phải chơi sòng phẳng cân bằng ha. Mình nói thiệt chứ mình đi review chứ mình chả bao giờ mình chơi game nhiều anh em à. Mình chỉ đưa ra cho anh em những cái kinh nghiệm, tại vì lúc trước là mình cũng có hay chơi, tại vì thời gian bây giờ ngày xưa là dịch mà anh em mình hay chơi, mình có xíu kinh nghiệm nên là mình hướng dẫn này nọ thôi chứ thật ra là mình cũng ít chơi game lắm. Thật sự là mấy con hàng này nhiều khi mình cũng quăng xó đó thôi chứ mình ít cày. Nên là mình đang cân nhắc là mua cái VPS để cho nó tự treo, để cho chuẩn với kỹ năng của anh, chuẩn với cái gì nhỉ? Phải gọi là chuẩn với hành trình của cái video đó.
À, nhưng mà không đủ yêu cầu rồi. Thì để mình sẽ đi qua cái bên này đi, mình đánh một chút để cho nó lên level 11. Đó. Lên level thì nhanh lắm, lên level 11 thì lẹ mà anh em à. Lên 11 để mình cộng điểm kỹ năng. Rồi lát nữa mình sẽ test thử cho anh em cái chức năng nhận cái kia. Mấy con này khá là mạnh, nó đánh mình. Server này thì chưa có cái cải trang màu xanh xanh với con nhân vật nữ kia nên là nó hơi yếu về HP MP xíu, nhưng mà cái này anh em có đồ anh em mặc vô thì nó khác rồi. Lên level 11 rồi, mình sẽ OK, mình sẽ tắt auto. Hiện tại mình sẽ chạy về bên trường Osaka này để mình lật hình ha. Mình sẽ lật thử vòng quay anh à, nhầm, mình sẽ lật thử lật hình cẩn thận này coi ha. OK, mình thích thì mình lật thôi. À, mình phải mua phiếu nữa. À, NPC ông đâu rồi? Gosho đâu rồi? Đây 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 đây. Đâu rồi, đây đây đây, mình sẽ mua 100 cái, mình lật thử cho anh em coi. Sẵn mình mua một cái túi vải cấp 1, túi vải cấp 2, túi vải cấp 4. Mình sẽ ăn cái túi vải cấp 1, cấp 2. Mình không biết có ai bán túi vải cấp 3 không nhỉ. Đây túi vải cấp 3 đây, 8.000 xu, 8 triệu xu à, mắc thế. À có người bán 3 triệu xu nè, để mình coi coi còn bán rẻ không? 2 triệu nè, 1 triệu nào, 1 triệu, mình nghĩ là 1 triệu là rẻ nhất rồi. 3 triệu, à vậy càng dưới đây là càng rẻ nè. 3 triệu là mình thấy là ba, à 1 triệu là rẻ nhất rồi đó. Mình coi có ai bán 500 ngàn xu không ha, toàn thấy là 1 triệu không à. Đúng rồi, 1 triệu là rẻ nhất rồi anh em ơi. OK, mình sẽ mua ở Bảo Cun 37 và cấp 3, cấp 4. OK, đủ hành trang rồi, mình sẽ. Ôi, server này có chim tinh anh à? Hình như server Blood hình như không có chim tinh anh thì phải. Mình sẽ lật thử ha. Lật thì mình thoải mái ra anh em à. Nghe bảo là tăng tỷ lệ đồ khá là nhiều, mình sẽ. Thôi mình sẽ spam ngay một ô luôn ha. Spam vậy thì dễ full. Ui, được một con sói đen rồi kìa. Bình thường là một con sói đen á là một cái con sói ngon nhất của cái lật hình này rồi. Anh em ngày xưa chơi bản chính là khoái cái sói đen lắm. Rồi, mình sẽ lật đỡ như đây, mình coi coi đồ thì nó ra như nào. Wow, đồ ra thủy thạch đồ các thứ nè, tỷ lệ khá là ngon. Đá cấp 10 nè. Mặt nạ nè, mặt nạ thì mình chưa đủ đâu. OK, mình sẽ thử con sói đen ha. À, cấp 20 lận. Thôi rồi, lượm ơi. Mình sẽ kiếm một con chim tinh anh đi ha. Không biết mình có tỷ lệ ra chim tinh anh không? Sao mà người ta ra chim tinh anh kìa. Mình sẽ lật xong cái này, chắc là mình sẽ kết thúc cái clip luôn. Mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một. OK, chắc không có chim tinh anh rồi. Đúng rồi, không có chim tinh anh vậy. Ui, được hai cái túi vải cấp 3 này, mình sẽ đem đi bán ha. À, mình thấy ông kia bán 1 triệu là có người mua, vậy mình cũng sẽ bán á. Mình bán 1 triệu luôn đi. À, đây 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 đây, bán vật phẩm, mình sẽ bán với giá là 1 triệu xu. Một 2, 3, OK. Bán một cái nè. Mình sẽ bán thêm một cái nữa. Đó, 1 triệu xu. OK. Và chắc là cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho một like và subscribe ha. OK, và bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau. Hôm sau thì chắc mình sẽ lên level cao cao xíu và mình test luôn ha. OK, bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo ha. Bye bye.